chính thức thu phí không dừng trên toàn quốc. Kể từ hôm nay ngày 1 tháng 8, tất cả tuyến cao tốc trên cả nước sẽ đồng loạt thu phí tự động không dừng. Các xe chưa dán thẻ thu phí không dừng sẽ không được đi vào các tuyến cao tốc. Để xử lý các tình huống có thể phát sinh, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đã có phương án phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ cho việc phân luồng, phân làn từ xa và phân loại những xe đã dán thẻ đi vào đường cao tốc. Thời gian đầu với những xe đi vào cao tốc chưa dán thẻ sẽ được các lực lượng chức năng yêu cầu đi vào làn khắc phục sự cố và có nhân viên hướng dẫn dán thẻ để đủ điều kiện qua cao tốc. Trường hợp xe có dán thẻ đi vào cao tốc nhưng không đủ tiền trong tài khoản sẽ được hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản để tiếp tục được lưu thông. Với những xe đủ điều kiện đi vào cao tốc nhưng có thể bị lỗi thiết bị đọc dữ liệu sẽ được xử lý bằng thiết bị cầm tay tại chỗ và xe sẽ vẫn lưu thông bình thường. Như vậy, từ hôm nay các phương tiện sẽ vẫn được phục vụ dán thẻ tại đầu các lối vào cao tốc. Còn với các chủ xe không sử dụng dịch vụ, các xe chưa dán thẻ hoặc không đủ tiền trong thẻ nếu vẫn cố tình vào cao tốc sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt. Việc dán thẻ thu phí không dừng đang được miễn phí trước các trạm thu phí. Tuy nhiên, hiện các điểm dán thẻ không dừng đang đông đúc, cũng có không ít những trục trặc. Người dân doanh nghiệp được khuyến nghị đi vào buổi sáng hoặc sử dụng dịch vụ dán thẻ tại nhà để thuận tiện hơn. Các chủ phương tiện cần lưu ý 6 thông tin sau đây để đảm bảo xe qua các trạm thuận lợi. 1. Xe dán thẻ e-tag hoặc e-pass đều qua được tất cả các trạm thu phí không dừng. 2. Tài khoản phải đủ tiền tối thiểu thanh toán cho một lượt qua trạm. 3. Tốc độ tối đa đi qua các trạm là 30 km/h. 4. Duy trì khoảng cách tối thiểu 3-5m với xe phía trước. 5. Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng nếu lái xe đã dán thẻ nhưng không nạp tiền. Mức xử phạt tương đương với các xe không dán thẻ mà vẫn đi vào làn ETC. 6. Phạt tiền từ 3-4 triệu đồng nếu lái xe nào trốn tránh, không trả tiền qua các trạm thu phí.